Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với nhà cũ. Jin ấy là gương mặt khá là nổi tiếng ở Manstad và được mọi người dân yêu mến. Ngay cả Dilak bí ẩn ấy thì cũng rất là tôn trọng Jin. Jin hiện tại đang giữ cái chức vụ đội trưởng đại diện của hiệp sĩ Tây Phong. Mặc dù là với chức vụ này và danh vọng rất là cao như vậy, nhưng Jin cũng giống như là bao cô gái bình thường khác của Tê Vát. Và dưới đây là 10 điều có thể bạn chưa biết về đội trưởng Jin. Điều số 10, Jin luôn ôm hết tất cả mọi thứ vào mình. Jin biết mọi người dân đều cần cái sự giúp đỡ, và với cái danh tiếng của mình ấy thì Jin luôn là cái người được ưu tiên nhớ đến. Vì vậy, Jin sẽ nhận hết tất cả những cái việc từ lớn đến nhỏ để đảm bảo rằng người dân ở Manstad ấy không phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ ăn mới chơi thôi. Điều này đã tạo lên cái chứng mất ngủ của Jin và khiến cô ấy quên dành thời gian cho bản thân mình. Điều số 9 ấy, Jin có nuôi một cái chú rùa nhỏ. Một trong những điều kỳ lạ về Jin đó là thú cưng của cô ấy. Không giống như những người khác là nuôi chó hoặc là nuôi mèo thì Jin lại lựa chọn cho mình một con rùa. Hiện tại thì vẫn chưa có quá nhiều cái thông tin về con rùa này. Nhưng mà chúng ta có thể đoán được rằng ấy, với cái lịch trình công việc dày đặc của bản thân ấy, thì việc dành thời gian chăm sóc cho thú cưng là một điều khá là xa xỉ đối với Jin. Vì vậy, cô ấy đã lựa chọn cho mình một con rùa vì rùa ấy sẽ dễ nuôi hơn rất nhiều so với chó hoặc là mèo. Điều số 8, Venesta là thần tượng của Jin. Mặc dù Jin đã nhận được vô số cái thành tựu cũng như là sự công nhận từ người dân, nhưng đối với cô ấy, tất cả chỉ là khởi đầu thôi. Cô ấy còn một cái chặng đường dài nữa để đi. Jin thì muốn trở thành một người như Venesta. Hiện tại, cô đang là cái kiếm sĩ trẻ nhất trong lịch sử. Và với những cái đường kiếm điêu luyện của mình, hy vọng Jin sẽ sớm đạt được cái mơ của bản thân mình. Điều số 7, Jin có huyết thống rất là cao quý. Mục tiêu của Jin ấy không phải là nhất thời đâu, mà là do cái dòng dõi gia đình của cô. Gia đình của Jin thì có truyền thống hiệp sĩ từ rất là lâu đời. Và từ nhỏ ấy, Jin đã được đào tạo cũng như là rèn luyện về kiếm thuật rất là gian khổ để có thể phát huy tiếp cái truyền thống của gia tộc và trở thành người đứng đầu gia tộc Han Guilder. Jin thì không hề phản đối hay là than phiền về cách nuôi dạy này của mẹ mình. Cô lựa chọn im lặng, chấp hành. Điều số 6 ấy, Jin lấy cảm hứng từ những đứa trẻ. Khi mà còn nhỏ thì Jin thường xuyên nhìn lén những đứa trẻ cùng trang lứa với mình nô đùa. Nhưng mà thay vì than phiền này hay là cảm thấy tủi thân ấy, thì Jin lại quyết tâm học tập để có thể là giữ cho những đứa trẻ của Manstad luôn luôn được nô đùa vui vẻ như vậy. Và cho đến tận bây giờ khi mà đã lớn rồi thì những đứa trẻ vẫn luôn luôn là cái động lực để Jin làm việc quên mình. Điều số 5 ấy, Jin không phải là cái đội trưởng thực sự. Như chúng ta đã biết thì Jin được gọi là đội trưởng đại diện thôi. Sự thật thì đúng là như vậy. Đội trưởng của đội kỵ sĩ là Vaka, người đã bỏ bê công việc để đi du lịch thám hiểm khắp Tê Vát và hiện tại thì vẫn chưa trở về. Có vẻ như là Vaka học cái thói lười biếng của Venti ấy, ham chơi lười lẻ. Điều số 4, Barbara chính là em gái của Jin. Điều bất ngờ này khá là thú vị đúng không? Khi mà Barbara này, nữ tế của nhà thờ, lại chính là em gái của Jin. Hai chị em nhà này bị chia cách khi mà bố mẹ của hai người quyết định đường ai nấy đi. Hai anh chị em lớn lên trong sự chia cắt hoàn toàn. Barbara thì được nuôi dạy bởi bố, còn Jin thì được mẹ chỉ dạy để trở thành một hiệp sĩ. Điều số 3, Jin muốn gần gũi hơn với em gái của mình. Mặc dù hai chị em không có lớn lên cùng nhau, nhưng một trong những mong muốn của Jin đó là được thân thiết hơn với em gái của mình. Và Barbara cũng có cái mong muốn y như vậy. Rất là tiếc hai cô gái này không tìm được cái ngôn ngữ chung để trò chuyện cùng nhau, nên là khiến mỗi lần gặp thì cả hai đều có cái sự lúng túng, thậm chí là căng thẳng. Hai chị em này nhà này thì không được khéo lắm trong cái vấn đề gia đình, nhưng cái công việc của họ ấy
thì đôi khi lại mang hai người lại gần với nhau hơn. Điều số 2, Jin thích đọc những tiểu thuyết lãng mạn mà chúng ta hay gọi là ngôn tình đấy. Một trong những điểm đáng ngạc nhiên hơn của Jin ấy chính là việc cô gái này thích đọc ngôn tình. Mặc dù là vẻ ngoài của Jin là một cô gái trưởng thành này và có trách nhiệm, Jin luôn có một cái mức ước mơ, đó là bị chinh phục bởi những câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích. Được tìm thấy bởi một chàng hoàng tử này, thành gia lập thất này, rồi ổn định cuộc sống trong cái thời gian không xa. Nhưng mà hiện tại thì Jin cảm thấy khá là hài lòng với việc làm đội trưởng đại diện và giúp đỡ người dân ở Mondstadt. Điều số 1, Jin là một người rất là nguyên tắc và kỷ luật. Sự kỷ luật của Jin ấy nghiêm khắc đến đáng sợ. Ví dụ cho mọi người thấy nhá. Đầu tiên này, khi mà Jin đến muộn thì cô ấy sẽ ngồi liệt kê ra tất cả những cái thứ đã khiến cô ấy đến muộn để đảm bảo rằng là sẽ không lặp lại trong những lần tới này. Thứ hai là Jin luôn lên kế hoạch làm việc và học tập của mình trong một ngày để đảm bảo rằng tất cả cái thời gian của cô ấy trong một ngày đều sẽ theo một cái khuôn mẫu không thừa và không thiếu. Tất cả cái điều trên ấy khiến Jin trở thành một cô gái có kỷ luật nhất ở Mondstadt. Thật lạ đúng không? Anh em thấy lạ đúng không? Trong khi mà Mondstadt được mệnh danh là thành phố nổi tiếng với sự tự do thì lại được quản lý bởi một người rất là nghiêm khắc, nguyên tắc và kỷ luật. Jin là một cô gái hiền hậu và nghị lực, điển hình của mỗi con gái ngoài mềm trong cứng. Rất là tuyệt vời khi mà MiHoYo đã xây dựng Jin là biểu tượng cho nữ quyền trong Genshin Impact. Con gái thì có thể làm được rất nhiều thứ mà cánh đàn ông chúng ta ấy chưa chắc đã làm giỏi bằng các chị em. Trên đây là chia sẻ của mình về 10 điều có thể bạn chưa biết về đội trưởng Jin. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và nếu mọi người thấy video thú vị này thì hãy để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Còn nếu mọi người muốn mình làm về nhân vật nào nữa thì hãy để lại bình luận ở phía dưới video này. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Hello Adi, em tên là Hà Linh. Em nằm vùng trong Discord của team từ khá lâu rồi. Vâng, tôi biết có rất nhiều bạn nằm vùng mà. Nhiều lắm luôn. Hồi anh còn hướng dẫn đi La Hoàn cơ. Vâng, bạn này có thể là bạn ấy theo dõi mình rất là lâu, từ cái thời mà tôi hướng dẫn La Hoàn từ tầng 1 đến tầng 2 đến tầng mấy đấy nhở. Em được biết team SD còn có những công việc riêng. Vậy thì quá trình của SD khi làm một video là như thế nào? Hy vọng SD trả lời. Ok, câu hỏi này thật sự là bạn mới thêm vừa rồi và tôi thấy câu hỏi này, câu hỏi nó rất là hay. Thật sự là hay. Hiện tại team cú thì có 9 admin và có